Chào 500 em YouTuber. Thì hôm nay là một đêm khó ngủ, mình nó nằm suy nghĩ hoài. Giờ là 10 11 giờ, 11 giờ ngày 18 tháng 12. Nói chung là từ ngày làm xe ông chú, xe riêng Phan Thiết tới bây giờ thì nó khoảng là được khoảng được là gần một tháng rồi, nhưng mà nó có rất là nhiều cái suy nghĩ, nhưng mà mình không biết á, là nói làm sao với anh em cho anh em hiểu. Hôm nay vậy là vừa tròn tháng, cái ngày mà ông chú lên là ngày 18 tháng 11 và hôm nay là ngày 18 tháng 12, là vô tình là nó tròn tháng luôn á bộ. Thì đầu clip này vô, clip này là cái gì, và đầu clip này vô mình sẽ nói cái gì? Thì clip này là giới thiệu về sửa một chiếc xe rim, chế độ bảo hành, hoặc là bất cứ dòng xe nào chế độ bảo hành bên anh Tây. Thì cái chế độ bảo hành như thế nào, sửa một cái xe như thế nào, cái quá trình nó làm như thế nào, và cái vấn đề uy tín của tiệm nó như thế nào. Thì thực sự là đầu tiên là em làm giỏi làm dở thì em không có biết, nhưng mà em luôn đặt cái vấn đề là uy tín của em lên hàng đầu. Là khi anh em sửa chữa bất cứ một cái gì về xe, một cái việc nhỏ nhất, anh em vô làm 10 ngày em cũng có trách nhiệm, anh em làm 100 triệu em cũng có trách nhiệm. Thì sau cái đoạn tay nói này, tay sẽ giới thiệu cho anh em là về một cái xe rim Super đời đầu của ông chú Phan Thiết ở xa vô tin tưởng ủng hộ mình. Thì nó sẽ có rất là nhiều cái bức xúc khó nói, mà em không có muốn nói là em đúng hay ông chú đó đúng, nhưng mà em nhờ anh em á, góp ý giùm em nên xử lý như thế nào với tình huống này. Và giống như là em cũng cảm thấy khó chịu lắm, em không nhận em đúng luôn, mà em cũng không nói gì hết, em chỉ nói lên những cái quan điểm, những cách nhìn nhận của em giờ cái xe rim này như thế nào, và một cách một em sửa xe, và em quý, rất là quý những người ở tỉnh. Thì nó sẽ có những cái mâu thuẫn và những cái chữ lộn rất là lớn nha. Nó chữ lộn thì không đúng, nhưng mà nó sẽ có những cái mâu thuẫn rất là ghê gớm. Thì anh em bây giờ mình sẽ cho anh em coi coi hết đoạn clip này, xong rồi mình sẽ nói tiếp cho anh em nghe. Chào 500 em YouTube, rồi định nói gì nè, nói cho mấy nhỏ nó nghe. Chú là mua cái xe, ít tiền mua xe cũ để làm lại cho nó êm, mà đam mê, chú đam mê cái xe riêng này. Bán thì ít tiền mua xe cũ làm lại cho em, giờ xe này bán nhiều, bán thì nhiều bán không? Không. Cái này ít tiền về mua xe này là xe đẹp đó chứ không có xấu đâu. Rồi sao nữa? Cho nên là chú về quê chú làm cho nó gần nhà, mà thợ ở quê tay nghề kém, cái thứ nhất, cái thứ hai nó đồ nghề đồ ngon không có, làm chú không vừa lòng. Ở quê là ở đâu? Ở Bình Thuận, Ở Bình Thuận. Bình Thuận chính xác là đâu? Đức Linh, Bình Thuận, Đức Linh gần à? Tà Mau. Gần Tà Mau. Rồi bây giờ xe nó Máy bao nhiêu? nó lọc cọc không êm, thay lui thay tới cái đầu bò với nòng cứ rớt lên rớt xuống. Chú thấy không ăn đờn rồi. Chú tìm hiểu trên mạng thấy còn thấy kỹ càng, làm tư cách ốc vít, làm chi tiết. Chú đáng lẽ vô cái tháng vừa rồi, nhưng mà chú sắp xếp thời gian chú vô để cho bằng được, mà ngày sáng 3 giờ sáng để ba đi đó, 3 giờ sáng hả? ba Là giờ chạy xe máy đi vô vô luôn tới hả? đây xe máy vô luôn. Chứ không phải là lấy xe này bỏ lên xe đò vô à? Không, Bao nhiêu tuổi đó mà còn khỏe chạy vô vậy? năm chín rồi, Năm chín năm chín tuổi đó, vô đây 6 giờ rưỡi ra ngồi chờ con. Từ cách đây mấy ngày tuần trước là có điện cho con, là khi làm xe là có liên lạc với con trước hay không, thì con có trả lời là khỏi cần, có miễn vô sao là tới đây là con nhận con làm. Tại vì con có trên mạng con có nói là
có nhiều người điện hỏi tới hỏi lui, cuối cùng họ không làm, họ hỏi chơi bậy bạ là con cũng bực mình. Cho nên là chú sáng giờ chú tới đây là ngồi, không điện cho con mà tới đây ngồi thế nào, 8 giờ con cũng mở cửa ngồi chờ con tới. Chú trình bày vậy đó. Thấy già biết chơi ông già là biết luôn á, hỏi nhiều ông hay. Là cái nhất, cái thứ hai người ta già vậy, ta 60 tuổi mà người ta tự tìm được cái địa chỉ, người ta lên chứ đâu cho địa chỉ đâu, đúng không? Ở trên mạng có cái địa chỉ. Có trên mạng. Đúng rồi, cho nó ghi hết. Giờ cho ngay tình trạng mấy cái xe ông chú nè, rồi cái xe này mình sẽ để lại, mình làm 3 ngày hoặc là 7 ngày thì ông ở xa. Bây giờ là mình nhận xe là không có gan ti nè, nổ máy lên là nó cộc 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 nó giọng cái lóc nè. Rồi là cái chú nói câu công bằng là lòng Indo, có lòng Indo á, mua mới nó kêu hay nó không kêu à? Lòng Indo không, cái thằng thờ cũ nó kêu, tưởng là lòng Indo nó kêu, nhưng mà bỏ ra rồi bỏ cái đó vô nó cũng giống vậy, cho chứng tỏ là cái lòng này không có gì. Rồi giờ đó mình coi, mình xào chỉ rồi coi thử nào kêu không kêu mình thấy nha. Làm theo tâm ý của con, cái ý của con là làm theo là chú làm sao chú êm. Rồi bây giờ cái máy êm, máy nhẹ rớt. Máy dinh này làm là từ 5 đến 7 triệu là một nè, là hết. Rồi còn cái chuyện mà mến á, coi lên coi là một chuyện, mà quan trọng á là cái khi mà ráp được rồi á, có được êm, có vừa ý như quảng cáo hay không, cái là tới lúc đó là phải nói nha. Chứ bây giờ kêu á là mến coi lên, mà quan trọng là lúc mà làm được á, có thành công hay thất bại nữa, ví dụ như có thành công làm êm ái vừa ý hay không nữa nha. Đó rồi bây giờ bắt đầu để xe ở đây ngồi chơi chút đi, cho mấy nó chỉ đồ đạc đồ đa, mấy nó kiểm tra xong rồi về. Thì chú tin tưởng con mà, tin tưởng con là sẽ làm được mà. Đúng rồi, chỉ có hối là làm không được thôi, chứ còn mà không hối chỗ nào làm cũng được hết á. Rồi giờ con đi canh xăng. Rồi chào 500 em YouTube. Bây giờ đây là phần máy, mình sẽ ráp cho ông chú ở Đức Linh hả? Hồi sáng nói gì Linh Linh á, nói chung mà quên rồi. Đức mẹ tà bao cái gì quên rồi. Rồi giờ là đây là bộ số xe chú không hư. Đó đây em trai, xe chú không hư thì con đáp lại là bộ số dinh theo xe. Cái thứ hai nữa là tay dơn này con đã thay tay dơn mới, con thay bạc đèn dơn mới, máy móc lóc máy là con rửa lại đó, bên đây cũng vậy luôn. Và phần lóc là con rửa lại sạch sẽ đẹp trai đẹp đẽ luôn. Về phần lóc máy rửa bóng lóng, và xe này chú yêu cầu là sẽ đáp lại bộ râu máy màu đen cho nó giống xe của chú lúc ban đầu. Rồi về phần nồi á thì cặp nhôm hú này nó không hú thì mình sẽ sử dụng lại cặp nhôm hú này đó. Cái này là nhông khi chú đang đi nhông hú em pha. Rồi bố là xài bố dinh, không có xài bố dán. Tiếp đó là phần nồi á, là ráp nồi dinh, canh nồi dinh cho ông chú nha. Bố á, là sẽ sử dụng á, là lá bố dinh chính hãng là nó màu đen sẵn rồi đó. Và phần mặt đèn máy á, là sẽ thay mặt đèn NTN đó, mặt đèn máy là mặt đèn NTN. Rồi lồng á, thì cũ á, lồng này là lồng như xe đang đi quất một thì sẽ thay là lồng theo xe, sẽ thay lên bích tông là cấp 2. Nói em trai nào đen ở ngoài đó thì đúng rồi. Thì sẽ thay là lồng theo xe cấp 2 đó, lên trên cấp 2. Rồi cam cò này á, mình sẽ cái đầu á là mình vệ sinh xé số bắp sạch sẽ rồi đẹp trai. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình ráp lên cái xe này và bắt đầu mình sẽ chạy thử. Và xe này mình giữ lại cũng 3-4 ngày hơn á để mà chạy thử về đồ. Bê tông cũ trên xe nè, thay bằng bê tông mới đó. Rồi giờ là em trai sẽ tiến hành ráp cái xe này cho mình ha. Rồi chào mọi người. Rồi thì đây là xe rim 55234 đến từ Bình Thuận. Thì bây giờ mình đã chạy thử xong 3 ngày ngon lành hết, đầu bò đồ khô rang, mọi thứ đều đẹp, bê tông ăn đẹp. Thì bắt đầu mình giật ra mình thay ron đen. Bây giờ đầu tiên là tại sao mà phải giật đầu lòng ra? Thì vấn đề đầu tiên á là khi người ta ở xa, người ta gửi xe vô làm, mình không có kiểm soát được cái việc là xe có ra khói không ra khói hoặc là phốt dứt hay gì không, thì mình giật ra để mình kiểm tra luôn, rồi mình coi thử là bích tông nó ăn có đều hoặc là nó bị xỉ hay không xỉ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái bộ ron đen á này nó mắc tiền, cho nên khi mà mình ráp cái xe á, mình không biết được là nó sẽ trục chặt những gì. Thì bây giờ mà khi mình ráp xong hết, khi mà mình ráp xong hết á là mình sẽ ráp ron đen này vô đó, mình giật ra lại, mình bỏ ron đen vô, mình bỏ phốt phí đồ tất cả mọi thứ vô lại hết đầy đủ. Giống như là khi mà một cái quá trình của một cái xe, khi mà ráp một cái xe á, nó qua rất là nhiều giai đoạn và quá trình, cho nên anh em đừng nghĩ là nó sẽ nhanh và đơn giản, không có chuyện đó đâu.
nói chung là nó phức tạp lắm. Thì chẳng qua là mình làm á, công việc hàng ngày mình không có rảnh để mình quay những cái giai đoạn này cho anh em coi thôi. Chứ còn đúng một cái giai đoạn của nó khi mà anh em bỏ xe vô sửa và tới lúc mà anh em nhận được cái xe á, là cả một quá trình rất là dài và nhiều giai đoạn lắm. Rồi vậy chào mọi người, tiến hành ráp tiếp cho ông chú nha. Rồi chào 500 em YouTube. Thì đây là xe rim Phan Thiết của ông chú. Bây giờ mình làm xong hết rồi, mình rửa dọn sạch sẽ cho ông chú luôn rồi. Thì đầu tiên của một cái xe là cái gì? Đầu tiên của một cái xe là gang ti và cái xe đang nổ. Đó, dừng đèn xanh đèn đỏ nè nha. Dừng đèn xanh đỏ nè, cái xe đang nổ nè. Gang ti cực kỳ nhỏ mà máy cực kỳ lớn. Rồi nổ nè, còn nổ nha. Vẫn đang còn nổ. Thì cái xe này mình đã chạy thử rất là nhiều. Là lính mình chạy thử, một thằng chạy thử ngày đầu tiên khi mà ráp xong. Khi mà chính thằng đó nó ráp luôn mình cho nó chạy thử. Rồi bắt đầu tới thằng thứ hai cho nó chạy thử, qua ngày thứ hai là một thằng khác nữa chạy thử. Tới ngày thứ ba là một thằng khác chạy thử. Và tới ngày thứ tư là mình chạy thử, là cái công đoạn cuối cùng hết khi mà mình giao xe cho khách. Thì một cái xe khi mà giao á, tại sao mà cho 40 chạy thử? Bởi vì 40 chạy thử sẽ có 4 ý kiến khác nhau để mà canh chỉnh cái xe, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái cuối cùng là mình chạy thử, là mình chốt lại được là cái xe nó ok hay chưa, êm ái thực sự hay chưa, gang ti thì thầm hay không. Nhiều thứ lắm. Khi mà cái xe này mà mình thòng ra giờ á, mình tưởng chừng đó dừng xe lại, dừng xanh đỏ nè, thòng xe giờ là mình tưởng như là cái xe là nó tắt luôn đó. Nó êm quá. Đối với đường xá Sài Gòn đông á, là xe đang nổ, êm ru nè, bô đang nổ nè. Đó, nó êm quá. Thì như là tưởng đâu là cái xe này nó tắt luôn vậy đó. Nhưng mà thực sự là đang nổ và gang ti rất là nhỏ. Thì thực sự cái xe này rất là êm nha. Thì bây giờ cái này nếu mà giờ mình đi rô đai thêm, tại vì nguyên cái này là nguyên máy mới, tay dồn mới, lòng trái bích tông bạc đường mới. Thì cái này giờ mình chạy rô đai cỡ tầm thêm 2 tháng hoặc 3 tháng nữa thì bắt đầu mình chỉnh cò mình lại, mình chỉnh nồi lại một cái nữa là ngon, ngon cực kỳ ngon. Và cái máy sẽ đi bền suốt đời, nó quay lại như một cái máy nào đó. Tại vì cái này là tất cả mọi thứ là mình ghe và lại dinh mà. Mình ghe lại bố nồi, dinh, lòng, bích tông bạc, đồ mình ghe lại về mọi thứ hết. Đó, để cho nó êm ái, nhẹ nhàng, thì thầm. Là cực kỳ ấm và cực kỳ đã cho cái xe này. Đó, gang ti đang nổ nè. Đó, đang nổ nè, nè. Thì cái công đoạn cuối cùng nhất khi mà một cái xe ở tỉnh, khi mà đi xa, những cái xe mà anh em ở xa anh em gửi lên á, thật sự là mình kiểm tra rất là kỹ và mình test rất là kỹ. Đó là cái trách nhiệm của mình khi mà gửi về. Bởi vì mình không có muốn là khi mà một cái xe gửi về á, nó có trục trặc nhỏ gì xảy ra nữa. Đó, cái này mình chạy rô đai đều, bố, nồi, con, đồ nó nhả, nó bung đều ra hết. Mình chỉnh lại một lần nữa là ngay ngắn là ok. Xe này thì mình chạy rô đai 4-5 ngày là mình đã chỉnh xong hết rồi. Còn giờ qua chủ xe chạy thêm, chạy nhiều, chạy ít gì nữa, bụp thêm lần nữa. Nếu mà kỹ, bụp thêm lần nữa là sẽ cực kỳ ngon. Đó. Rồi bây giờ là mình chào 500 em YouTube, mình về mình ăn cơm nha. Giờ là 9 giờ đêm rồi. Giờ về tới nhà nè, lấy xe rim của ông chú Văn Thiết gửi vô làm máy không chị thử ha. Chở vợ, chở con, chở người yêu rồi chơi đồ pha. Ngon ha. Giống như là đi hai đồ chở vợ có rủ rồi là chở vợ chở con đi hợp lý đó. Chị thử xe rim của ông chú á coi thử như thế nào. Đó, bởi vậy cho nên là người ta mới quý cái xe rim ở chỗ đó đó. Xe rim này là ông chú không có bán nghe, bán có 3 triệu à. Đó, ngon lắm, êm lắm. Rồi, sáng sớm của xe ông chú Văn Thiết. Bây giờ bấm lên để nổ thử nổ nha. Nổ rồi một cái à. Máy nè. Trời ơi, ba tin nha, bay làm nha. Ba tin nha. Bây giờ đeo lên là chạy luôn á. Ngon lành cành đào. Giờ chắc ông chú đang ngồi nó chờ để giao xe dẫm luôn á. Rồi sáng nay chú đi xe đò chú lên là chú đến sớm mà. Ôi chào 500 em YouTube. Thì bây giờ á, ví dụ làm một cái xe xong á, có nhiều người hỏi cái xe làm á chạy ngon không.
được không, ngon hay không, được hay không á là phải do chủ xe người ta nói. Chứ bây giờ đâu có thằng nào mà sửa xe xong mà nói xe nó sửa dở đâu. Mà ví dụ gặp em ba gai nó hỏi em sửa ngon, em nói em không biết ngon hay không mà do chủ xe đánh giá đó. Em ba gai xưa rồi, ví dụ như vô shop bán quần áo hỏi ủa shop đây bán đồ đẹp không, có thằng nào nói nó bán đồ xấu đâu, đúng không? Đó thì bây giờ ví dụ như giờ cái xe này còn làm cho chú xong là chú chạy vô đây đánh giá làm sao? Thấy êm, ok. Ok. Nhưng mà cái còn trước nơi nó tranh xí là do sau này mình chỉnh lại. Đúng rồi, với lại cái xe mình máy mới ráp á, mình đừng có chỉnh xét đồ liền. Đó, ví dụ mình chỉnh đồ về đi, bắt đầu nó giãn nữa, nó bung điều ra xong hết đi. Giờ qua cỡ 1 tháng, 2 tháng sau á, ra tiệm giờ người ta chỉnh cò, chỉnh con lại cái nữa là ngon. Đó, rồi cái tiếng cọc cọc đồ hết chưa? Hết rồi. Em là máy em. Là cái tiếng cọc cọc đó là ví dụ như ở trên đây là con làm là gì con không thay á. Ví dụ thay dên, con thay bố nồi, bích tông bạc là mình thay hết cò, cam rồi mình không thay. Còn ví dụ người ta làm người ta hay giữ lại giống như là dên người ta ép á, cho nên là nó lột cái tay dên á đó. Thì giờ ví dụ như cái này nè, vô là mình thay thì nó hết, giờ dứt điểm liền làm một cái mùa lóc rồi mình rút lại nó êm ái liền. Mà chạy cái xe nó im ru à, đi á, giống như là nhiều khi dần xanh đỏ tưởng đâu xe tắt luôn á. Tối con lấy con đi về con chở ghệ đồ đi, nó chở mang ghệ nhí đi á, có luôn nha, có qua UB luôn. Về bữa giờ nhớ đóng coi nha. À, coi chú coi hoài rồi, với lại theo dõi con làm rồi nồi niêu đồ sao mình diễn tả đồ cụ thể đồ cảm nhận đồ hơn. À, nồi thì nó khi mình lên ga đỡ rung hơn lúc trước. Nó êm hơn, cái từ từ lên em bóp luôn không? Bóp không? Không, chạy không. Bóp nhưng mà nếu mà làm cái nồi vậy là có nặng quá hay là vừa vừa hay là gì? Cái số hơi nặng tí nhưng mà chắc cái đó không sao. Đúng rồi, nếu mà nó hơi nặng chút thì nó bóp mới ngon. Đó, bố luôn là xài dây và lại bố dinh hết. Xài đồ dinh hết, ròn ròn đen, ráp lên hết. Ráp lên hết xong rồi chạy thử 2 ngày xong thấy ngon là bắt đầu mới giật ra mới thay ròn đen vô. Thấy đó. Con làm kỹ để cho con chạy thử, con kiểm nhận cái đã. Đó đúng rồi, mà ví dụ mình muốn mà làm kỹ gì á là mình phải có thời gian. Đó, ví dụ như mà như mấy chàng ở kia muốn ngon, muốn kỹ đồ mình lên hối sao kỹ. Đúng không? Ví dụ phải đi ngày 2 ngày hay 3 4 ngày rồi mình mới biết được chứ, đúng không? Đúng rồi. Đó, rồi cái xe nào đó giờ có dọn lại lần nào hay có sơn lại lần nào chưa? Chưa mua lại, cái này sang chúng mua lại nhưng mà y vậy đó. Mà họ kêu chưa gì hết á. Sơn chưa sơn lại. Bán lại không? À, không phải. Bán lại con mua. Tâm huyết bán. Tâm huyết hả? Bà bản số này ở đâu lấy đẹp gì? 55234. À, cái đó là hên xui may rủi đó. À là vô tình bấm được hả? Vô tình bấm mà số cũng đẹp đúng không? À, số đẹp chứ, số quá đẹp luôn, 2-3-4 tiếng mà sẵn nữa sao không đẹp được. Máy dùng cái giờ cái dòng ngoài cỡ nào chứ nữa mà máy không êm là cũng như không. Ờ. Rồi. Thay bộ ron là phải gửi. Gửi. Thay đẹp hả? Đúng rồi, tiền nào của đó thôi. Tiền nào của đó thôi đúng không? Chứ mà nhưng mà nói vậy cũng đâu được, ví dụ ở dưới quê làm cũng gần bằng con làm rồi chứ không phải con làm mắc hơn nhiều dưới quê đâu đúng không? Ở dưới quê bữa giờ làm hết nhiêu tiền rồi? Nói thẳng là không phải quê ở trong này làm. À. Chú cái tính chú nên nó thẳng. Ơi bậy, nói vậy không có được. Tự nhiên nói vậy lỡ may đụng chạm người ta, nói chung ai làm kệ nó, tưởng là con tưởng đâu chứ qua làm. Làm nó rối quá, cái này nó hành chú. Dạ. Vừa mất công sức mà vừa tốn tiền. Dạ. Tốn cái. Rồi. Mà hồi đó biết con sớm vô đây lúc đầu ban đầu hết một rồi không? Dạ. Rồi vậy giờ cũng cảm ơn chú nha. Vậy giờ là giờ mày ở chỗ đó nó có nút màu trắng á, mày chụp tao ổng tắm coi. Mình cười lên cho mấy bà có nút màu trắng á, bấm vô nút màu trắng là chụp nữa. Tương lai còn gặp nữa. Rồi bấm là nó chụp rồi đó. Rồi ok. Xe rửa đồ sạch sẽ. Rồi chào 500 anh em với cô Bê. Giờ giới thiệu nhân vật chính. Đó, giờ sửa anh mấy xe rồi? Em sửa anh 2 xe rồi. Rồi xuống đây. À, bây giờ mày tự mày sửa anh mấy xe rồi? Em sửa anh 2 xe rồi. Xe gì với xe gì? Một chiếc là Sirius 50 với lại một chiếc Dream. Hai xe sửa trục trặc gì không? Hai xe sửa có trục trặc kỹ thuật một tí. Nó bự lên luôn. Có trục trặc một tí. Rồi cầm đi. Mà ví dụ thấy trục trặc đó đồ vậy là bình thường không? Có vui có buồn hay gì đồ không? Em cũng thấy bình thường tại vì làm thì cũng phải có sư có sửa chứ anh, có sai thì mới có sửa. Mà ví dụ như lúc mà hư cái gì lên sao thì anh vẫn tiếp bình thường, anh vẫn sửa, không có gọi là từ nhăn chối nhó hay không có nhăn nhó hay câu có gì hết. Mà bình vui vẻ nhiệt tình không? Rất là nhiệt tình với khách luôn. Rồi
Em biết sao mà anh quay clip này không? Em không biết. Tại vì anh quay clip này á là anh để cho mọi người thấy luôn á, là ví dụ như làm một cái xe á, không quan trọng lúc mà làm xong, quan trọng lúc á mà khi mà làm xong lấy tiền em rồi, em chạy đi rồi một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng anh không biết, nhưng mà khi mà lúc mà nó hư á mà mình quay lại á, thì cái người sửa xe cho mình, người ta có tính tiền mình hay không là một nè. Cái tính tiền mình hay không là sao, là ví dụ cái đó kêu là chế độ hậu mãi hoặc là chế độ bảo hành á. Ví dụ như mới làm xong đi mấy bữa gì quay lại tính tiền thì thôi làm chi, đúng không? Đúng rồi. Hoặc là những cái trong cái phạm vi mà mình làm cái gì mà trục trặc mà ông này vẫn lấy tiền mình lại, vậy là đâu có đúng. Đúng không? Cái thứ hai á là cái em muốn nói đây nữa là tại sao anh lại chọn em anh quay clip. Bởi vì như mấy lần khác anh nói á, cái tuổi em nó nhỏ. Nhưng mà cái suy nghĩ em á nó mới nhỏ, suy nghĩ em nói chung là nó giống như mấy ông già vậy á. Từ cái cách mà em chăm sóc cái xe của em cho tới cách mà ví dụ như là hôm nay là cái xe nó chạy xì nhớt, nhưng mà bữa nó chạy Bình Phước ở đâu lên? Em ở Bình Phước. Là mấy bữa là nó lên nó làm một lần rồi mình vẫn làm bình thường, và lúc mà làm xong á mình vẫn đâu cho về liền đâu, đúng không? Không, chưa cho về liền. Lúc mà mình làm xong mình vẫn không cho về liền nha, mình vẫn để xe lại tìm cho nổ máy đồ thử nó xì nhớt xì đồ không, mà xe nó không có xì mới cho nó về. Về nó về xong ủa mà chạy bao nhiêu lâu nó xì? Chạy cỡ 3-4 ngày gì đó là nó chạy. Nó xì lại. Đúng rồi. Nó xì lại. Nó xì lại á thì nó xì ốp sả nhớt cái lại xì ron xì đồ. Thì thằng nhỏ nó xử lý nó còn hay, là ví dụ như nó sợ xì nó hết nhớt á, nó cầm cái thằng nhớt. Không quên. Mít đây. Nó xử lý rất là hay là nó cầm theo nhớt lít nè. Đó, nó cầm theo nhớt lít đó, nhớt đó, nhớt lít đó. Nó cầm theo tại vì nó chạy từ Bình Phước lên đây xa, mà cái Bình Phước chỗ mày là chỗ nào? Chỗ Bình Long, Bình Phước. À, Bình Long, Bình Phước rất là xa. Đó, cầm tiếp micro tao ơi. Thì nó cầm theo cái bình nhớt. Nó đi dọc đường ví dụ nó sợ hụt nhớt hay gì lớp B hay gì á nó châm. Mặc dù có lớp B thì anh Tây cũng đền cho trái mới, đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì khách làm anh Tây á phải lắm. Tụi quần què gì đấy không biết. Hư, tay đền cho mới, khỏi cần trợ gì hết á. Là chính nó luôn á. Mấy bữa nó làm xe xe rút 50 mà giống như mới lắp xong mà nhà xa quá, là nó chạy gấp về luôn. Nó lấp lên mình cũng không đổi thừa nó. Em nhà xa, em chạy về, em không đô đai, lấp bê gì cũng cặt lên là đổi cái mới. Đúng không em trai? Đúng rồi. Mình chuyên nghiệp mà mình đâu có tại bị thì là, đúng không? Đụng là trụng nó. Đó thì bây giờ ví dụ như lên nè, mình xì nhớt lắp xúc bắp với lại xì nhớt nắp nồi, mình vẫn lên mình thay cái nắp nồi, lo nắp nồi mới đó, mình vẫn làm xì nhớt rồi với lại ốc sả nhớt nó cái lông đờn cái lông đờn sả nhớt nó cũ, mình thay lông đờn sả nhớt mới, tại vì cái lông đờn sả nhớt đó nó cũ thì nó dễ xì thôi, đâu có gì đâu, cái đó bình thường đó. Thì cầm giùm anh ơi, thì ở đây á là mình sẽ ghép clip này vô luôn chung với clip của ông chú Anh Thiết. Chào 500 em YouTuber nha. Rồi giờ cái xe này em làm lại cho anh thấy sao? Cảm thấy vừa ý. Vừa ý hả? Chạy nó số nó ngọt mà ở đó xe thì chạy nó ẹ quá, giờ chạy cảm thấy nó ngọt mà nãy đẩy số 4 dặn thì nó dựng lên. Nói chung là đầu tiên của clip này mình xin nói là mình làm clip này mình gửi tới ông chú xe riêng Phan Thiết á, cho chú cầu chú hiểu nha. Anh Bảo ngồi chờ em chút nha anh Bảo. Cho chú coi chú hiểu là đồng tiền của chú bỏ ra không có lớn. Với lại á, quan trọng là con thích là con sẽ cho. Ví dụ như anh trai này, anh trai này làm xe ảnh tới 8 triệu lần là làm mấy không á, làm mấy không 7 triệu rưỡi. Còn con cho trên xe này rất là nhiều là chú à. Nhưng mà con cũng không nói, mà con cũng không nói ổng luôn. Tới tự nhiên hôm qua ổng đi lên con mới nói, đúng không anh? Đúng rồi. Hôm qua lên lấy xe anh mới nói là anh cho nhiều thứ. Cho chống đứng nè, cốt chống đứng nè, cần thắng nè, cốt gấp sâu là nó cong, cốt bánh sâu cong em thay nè, sẵn sàng là con cho. Ví dụ tất cả vậy mà khách con cũng vậy, khách con người ta để đồ cũ lại để con cho những người khác á, cũng nhiều lắm, ai cũng vậy á. Quan trọng là khi mà ông này ông làm cái gì, anh làm cái gì? Anh chở thuốc tây. Nhưng mà nói chung là không biết ổng sao, nhưng mà khi mà vô nói là ổng chưa hề, ổng nói mắc nó rẻ gì, nói ổng 7 triệu rực. Rồi lúc vô em báo giá anh bao nhiêu chứ bao nhiêu? Kẻ máy là từ 6 tới 8 triệu, kêu đợi khoảng 1-2 tiếng kẻ ra rồi báo cụ thể sao.
thì kể ra xong rồi tay báo là 70.500 đó, thì anh nói ok làm. Mà cái phần máy á, thì giờ em cũng nói trước luôn à, nãy giờ anh mới chạy giờ là em cũng chưa có nhỏ to gì với anh hết. Bây giờ quan trọng cái khúc là không phải khúc này, mà quan trọng là cái khúc 10 ngày sau quay lại canh chỉnh thì nó sẽ có xì nhớt xì nhau gì không, mới lúc đó là mắng vốn. Cái đó là cái bảo hành mới là cái quan trọng, chứ mà vừa làm xong về chạy ngon thì xe nào cũng vậy. Nhưng mà khi mà đi 10 ngày sau á, có quay lại canh chỉnh rồi có tốn tiền hay không, cái đó mới quan trọng, kêu là chế độ bảo hành đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là xe thì nhìn là cũng hiểu rồi, không cần diễn tả. Bạn có thể quay sơ xe này tuôn cái không, quay bên đây rồi luôn không đó, quay xét vô cái sườn rồi quay bên đây luôn đó, là cái xe là đụng tới đâu là nó đụng tới đó rồi. Thì bây giờ bắt quá là thay bộ nhôm sinh dĩ, lại thay sợi dây ga là tự đứt luôn rồi đó, không có cần đụng vô mà cũng tự đứt luôn đó. Quay bên đây luôn em trai, quay vô gấp, quay vô cái sườn bên đây, máy bên đây luôn nè, gấp nè, cạch tia nè, rồi quay qua đây luôn, tướng đi ấy, rồi quay đối diện qua đó. Rồi bây giờ đầu tiên của clip này á sẽ nói hai vấn đề. Một á là khi mà làm một cái xe, không ai muốn cái xe nó hư đó, muốn cái xe nó ngon nữa, khách đi ngon, khách giới thiệu thêm người nữa đó. Còn á những cái trục trặc gì xảy ra đều tới tiệm á canh chỉnh lại, không tốn tiền, đúng không nhỏ? Quên, bên đây có đầy đủ luôn. Tới đây mày, xe mày làm gì? Em làm chẻ máy với nhìn chân lại. Rồi bị gì? Giờ nó xì nhớt những cái phốt máy anh. Rồi tới làm có lấy tiền không? Tới làm không lấy tiền hết. Tới mấy lần rồi? Hai lần rồi, là trước tới hai lần rồi, chăm mà... chỉnh lại với đứt gì km rồi lại sửa là không tốn tiền hết. Mà tới tao làm tao vui vẻ không, hay tao nhăn nhó với mày không? Không. Tới vui vẻ bình thường đúng không? Vui vẻ bình thường. Mày đứng là mà vui vẻ đúng không? Đúng rồi, nói chung là mà mấy cái đó mình đâu biết trước được đúng không? Đồ anh Tây có thay chứ mà anh Tây không thay đâu đúng không? Đó. Có bảo hành mà có gì đâu sợ. Đúng rồi. Rồi em cảm ơn anh, rồi xong phần anh rồi. Mà anh chạy xe anh thấy ngon không? Ngon á. Mà tới thấy mặt em như đóng cứng không? Nhiệt tình vui vẻ. Rồi cái đó quan trọng vui là được à. Ví dụ còn ví dụ như là khi mà gặp ông này nè, ông kéo ông Trang lên đi. Nói tới ông này là nói tới chăm bờ cây đắng nè. Làm cái xe Exciter chỉ mấy 12 triệu, đền cho ông ít nhất là 4 lần trong vòng tháng thôi anh Đạo. Nhưng mà tới bây giờ luôn là tính ra giờ là gần năm không anh? Hôm mới có chắc được nửa năm hả? Nửa năm, nhưng mà hai anh em vẫn còn gắn bó. Thì giống như nè, khi mà tôi làm cái xe cho ông này nè, tôi làm cái xe ông bữa em làm cho anh hết mười mấy triệu. Đúng rồi. Và bao nhiêu tiền anh? 15 triệu cục máy không thôi. 15 triệu phần máy không, rồi chưa tính bô tới mình xăng rồi nữa. Thì khi mà cái vấn đề ở đây là gì, khi mà tôi làm 15 triệu á, hoặc là tại cái này làm xe độ chứ không phải làm xe zin, thì nó 15 triệu. Ông tới lần đầu tôi rất là vui vẻ, ông tới lần thứ hai tôi cũng rất là vui vẻ, nhưng mà ông tới lần thứ ba tôi hơi khó chịu, đúng anh Bảo? Dĩ nhiên là phải khó chịu, tại vì một cái xe á, ví dụ như cái xe này em làm độ 62 nè, đi một lần thờ không hư, mà giống như là xui sao vô cái xe ông này thì nó bị. Nhưng mà ví dụ như có ổng luôn á, ví dụ như là lúc đầu là đền cái dên thôi. Đúng rồi. Nhưng mà dên nó vẫn làm dên mới, chứ đâu phải mà lấy dên cũ làm được đâu luôn. Dên á tôi vẫn làm dên mới, tôi làm đồ mới hết. Mà đồ mới nó lỗi tôi đền. Qua tới lần thứ hai là thay cái lồng. Rồi qua tới lần thứ ba nó bị gì tiếp á. Nói chung xe hôm nay là cứ một tuần ổng ghé tôi hai lần, trong cái trong khoảng đâu 2-3 tháng đầu á, là cứ một tuần là ghé hai lần, mình ghé mà gặp mặt ổng là nói chung là nổ cọc luôn á. Bởi vì căn bản là những cái đồ mình thay vô cho ổng á là đồ mới không hư, nhưng mà tự nhiên ổng chạy làm sao tôi không biết, là tôi làm sao không biết, là cái xe nó làm sao, là trúng cái xe này nó bị. Thì bây giờ nó hư thì ổng tới ổng sửa tôi không lấy tiền, nhưng mà những cái nào đúng thì tôi sẽ lấy, hoặc những cái nào không đúng thì tôi sẽ không lấy. Nhưng mà tới hôm nay là nói chung là cũng 6-7 tháng đó, nhớ là 6-7 tháng con lành rồi. Thì bây giờ là cái xe nó chạy ngon lành hết lần. Thì ý mình muốn nói đây là gì, khi mà vấn đề một cái xe nó trục trặc á là cùng nhau giải quyết như thế nào, chứ không phải là tại vì đầu tiên Tây luôn không có chối bỏ trách nhiệm với ai á. Ví dụ xe em làm là em chịu, bây giờ anh chạy hư luôn được tới tôi đền. Nhưng mà mặc dù nói là nói vậy, nhưng mà một cái xe độ mà kêu mà chạy hư tới đền là không có, tại vì xe độ mà đã chấp nhận anh chơi xe độ là phải chịu. Ví dụ như là ông này không có một thằng bạn, thì thằng bạn nó sửa xe Raider ở đây là cũng 2-3 năm mà nó làm, mà cái xe nó không hư gì, nó chỉ bảo dưỡng định kỳ thôi, cứ năm nó bảo dưỡng lần hoặc là 6-7 tháng nó bảo dưỡng lần.
xe nó chưa hề hư gì hết. Thì hôm đó là em thấy nó ngon, nó giới thiệu qua ông này. Thì ông này vô ông này bị. Nhưng mà khi ông này bị tới tôi vẫn rất là vui vẻ, nhưng mà đối thẳng luôn, tôi không có giấu gì. Nhưng mà dù 2 lần, 3 lần nó bị thôi, con này 4 lần, 5 lần mình cũng phải khó chịu cho, tại vì mình không phải gắn đồ tầm bậy bạ vô đó, mình gắn đồ xịn có thương hiệu hết. Bây giờ nó hư. Đó, thì bây giờ mình cũng không biết ông này ông đi bị hay là ông này ông làm bị. Nhưng mà giờ sao hai anh em cùng nhau giải quyết. Đó thì bình thường. Đó, như ví dụ như ông đi bữa giờ đầu ổn định hết rồi, thì bây giờ giống như tới canh chỉnh sơ sơ lại sang cụ hay gì lại, thì cái đó là bình thường. Đó rồi, em cảm ơn Bảo bắt tay cái ơi. Rồi rút đi, em xong rồi, cảm ơn anh. Đó, ví dụ như xe này tôi làm sớm hai cũng ở tỉnh nè. Đó, Long Khánh. Đó, thì bây giờ á, ví dụ nè, vô đây, ngồi đứng đây. Thì con muốn nói với chú một điều hơn. Ví dụ như con làm nè, bất cứ ngay cả từ thằng nhóc nhỏ chút xíu cho tới người lớn, cho tới người lớn tuổi hơn, người ta đều ai cũng vậy, khách ở tỉnh ở xa hay gì vậy, cái xe đó dưới Long Khánh cũng vậy nữa, con đều có giải quyết hết. Nhưng mà không ai tính tình như chú á, con không có dám nhận xét chú, nhưng mà con chỉ nói hơn, vô nè, trả giá nè, tính toán kỹ nè. Mà trong cái đó ví dụ có những xe, ví dụ như xe chú á, con cho chú những gì á, đúng không, con cũng tự nói luôn, chú phải tự biết. Ví dụ như những cái xe khách bình thường vậy, không phải con làm mà liếc mà không cho người ta, con nói bởi vì căn bản khách con á, khi mà con làm ở tiệm á, người ta cũng tự biết là đồ con luôn cho những cái người khác mà người ta cần, cho nên người ta luôn để lại. Và những cái món đồ nói thẳng là con dục có mấy cái chai à, đó, một đống là đồ khách đã để lại không à, mấy cái đồ này dục cân ký bán mà chứ cũng không xài được đâu, đồ khách để lại thực sự luôn á. Hiếm lắm, những cái xe nào đẹp mới còn xài lại được, chứ còn mấy xe quay riêng mình nó tiền cả mấy chục năm mà đâu có gì xài lại được đâu chú. Rồi vậy thôi, giờ kết thúc clip nha. Thì mình đã dành ít phút cho các bạn xem và cái đoạn clip mình sửa xe của ông chú, và ông chú ở dưới quê ông lên như thế nào. Thì thật sự luôn là năm nay là năm 2020 rồi, việc mà gửi một cái xe tỉnh lên đó rất là dễ, và nó chỉ mất của các bạn có 4 tiếng đồng hồ nữa mà từ Phan Thiết gửi lên. Đó cũng phải Phan Thiết, nó là ghi Bình Thuận hay gì á, quên rồi. Thì những cái người á mà ở dưới qua gửi lên sao, em thích những người đó. Bởi vì người ta tin tưởng mình, và người ta nghĩ là mình sẽ làm tốt nhất. Và chú thì chú cũng lớn tuổi rồi, mình rất là thích những người chú lớn tuổi như vậy. Bởi sao? Bởi vì người ta khó, rất là khó, mình làm được cho người ta đã, rất là đã. Và ba mình á rất là mê xe rim, mà ba mất rồi thì xe rim tới giờ mình cũng còn đi, và sau này mình sẽ dọn xe rim nó lại một cái xe rim tập quý cho anh em coi. Mình sẽ đi vô vấn đề chính. Thì như đầu clip chú chạy lên, khi rã xe chú ra, chú đều ngồi coi rõ ràng nha anh em. Thì bây giờ đầu tiên một cái xe vô là làm sao? Đầu tiên một cái xe vô thì em sẽ chạy thử một cái xe. Khi mà chạy thử rồi, em sẽ báo giá một cái xe. Em báo giá một cái xe xong xuôi rồi á, thì em sẽ chủ xe đồng ý, thì em mới bắt đầu em chạy cái xe ra. Thì ở tiệm em nó sẽ có một cái trường hợp như vậy. Tiệm em sẽ có một trường hợp là khi mà em làm xe cho khách, em luôn báo giá tiền trước. Em báo giá tiền trước, khách đồng ý thì em mới chẻ ra. Khi mà em chẻ ra rồi á, mà khách nói là không đủ tiền, hoặc là vì lý do nào đó bất kỳ em không cần biết, khách nói là ráp lại giùm em, thì nói chung là khách nhờ ráp lại giùm khách á, thì tiệm em hồi đó giờ chưa bao giờ em ráp lại. Em cho khách đẩy xe ba gác về, hoặc là kêu người tới đẩy xe về, và em không lấy tiền công, em chỉ xe ra luôn. Đó là cái tìm em, quy tắc của đó giờ tìm em. Thì cái thứ hai nữa là khi mà em báo giá như vậy, thì những cái gì em làm á, thì trong clip em đều có đưa ra rõ ràng cụ thể hết, full một cái máy, thay rất là nhiều chi tiết. Và nó sẽ còn có nhiều chi tiết thay hơn nữa, mà nó sẽ nhỏ nhỏ, thì mình khi mà mình làm á, mình không có gom được đồ hết để mình quay một lần. Cái việc đó thì nếu anh em nào làm thợ thì cũng tự hiểu, nó sẽ có nhiều cái lặt vặt lắm. Thì cái xe của ông chú này là sao?
Thì em báo là 6 triệu thì dĩ nhiên là không có hóa đơn gì, và tất cả tới hiện tại là bây giờ em mở tiệm 8 năm rồi. Khách em tất cả ai cũng đều biết hết. Thì khi mà em làm máy á, em không có một tờ giấy chi tiết nào liệt kê cái danh sách làm những gì ra. Bởi vì khi em liệt kê danh sách làm những gì ra, nó sẽ mắc hơn cái số tiền em nhận cho anh em luôn. Đó là dành cho những anh em tính toán nha. Những anh em nào tính toán thì em nói trước cho anh em biết luôn, khi người thợ liệt kê ra một cái danh sách chắc chắn sẽ mắc hơn cái số tiền người ta nhận. Và khi mà em làm máy thì em báo là khoán, nhận khoán luôn là vậy. Còn chừng nào mà em sửa dàn chân, em sửa dây ga, bao tay, cái này kia nhông sinh dị bố thắng, thì em sẽ liệt kê ra một danh sách như tất cả những cái xe mà em sửa máy và em dọn dàn chân, như xe rim Super nè, xe rim Thái nè, xe Jupiter đồ đó. Nó sẽ, anh em lên coi cái vlog của em, nó sẽ có một lọt clip danh sách rất là nhiều. Những cái xe em vừa sửa máy, em vừa dọn dàn chân, thì cái máy lúc nào cũng vậy, em đều ghi một cái giá tiền cố định là máy này em sẽ nhận 5 triệu, máy này em sẽ nhận 6 triệu, máy này em sẽ nhận 7 triệu. Tùy vô tình trạng của cái xe ngay từ lúc ban đầu. Thì ở đây cái vấn đề phát sinh là gì? Khi mà anh em coi, anh em phải coi kỹ cái đoạn clip mà mình sửa cái xe của ông chú và mình làm thực hiện cái xe của ông chú nó như thế nào. Anh em thấy là đó là cả một cái quá trình rất là vui vẻ và rất là nhiệt tình với khách của mình. Từ lúc mà ông chú chạy vô là mình đã thích. Bởi vì ông chú, anh em nhớ nhấn mạnh cái câu này của Tây nha, ông chú đã đi rất 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 là nhiều chỗ để mà sửa cái xe của ông chú, nhưng mà mọi chỗ đều không đáp ứng được cái nhu cầu của ông chú và cái xe vẫn kêu, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà ông chú làm ở những chỗ đó xong, người ta có hóa đơn hay không hóa đơn gì em không cần biết và em không cần quan tâm bất cứ ông chú đã làm ở đâu. Em chỉ biết là khi ông chú chạy tới tìm em sẽ làm tốt cho ông chú, đạt được cái mục đích ông chú muốn là cái xe đang bị kêu. Em không cần tận tâm là làm ở ông B, ông C, làm ở quê nhà hay cái gì hết. Và thật sự luôn, nếu mà anh em nhận xét á, thì mình sẽ cho anh em, nếu anh em coi kỹ đoạn clip á, là ông chú có nói là ông chú sửa cái xe này ở dưới quê. Nhưng mà khi em làm được cái xe này rồi cho ông chú cũng mãn nguyện và ông vừa ý em rồi, thì ông quay qua lại ông chửi cái thằng thợ cũ, và thằng thợ cũ không phải là ở dưới quê mà thằng thợ cũ là ở trên Sài Gòn. Thì cái người thợ ở trên Sài Gòn này cũng là một cái người nổi tiếng đó, và giống như cũng là một người anh, người ta cũng là nổi tiếng nhưng mà người ta làm không được cho ông chú, thì em mới làm được cho ông chú. Và em cũng không có bằng tâm, từ hồi đó giờ em chưa bao giờ một người khách nào vô tìm em sửa chữa lại mà em đều hỏi là anh làm ở đâu. Em không bao giờ em hỏi hồi đó. Và riêng ông chú này, em cũng chú như clip em coi, ông chú cũng nói là ông sửa xe dưới quê. Thì ở dưới quê thì mình nghĩ là ở dưới quê hay trên thành phố bây giờ cũng vậy, nó không có quan trọng là chuyện sửa dưới quê hay chuyện sửa thành phố. Bởi vì thật sự dưới quê vẫn có rất là nhiều người giỏi, còn trên thành phố vẫn có rất là nhiều người dở. Thấy vậy chứ mấy ông thợ giường á, thợ giữ rất là nhiều nha. Thì khi anh em coi cái clip này, anh em phải coi kỹ, coi đi coi lại cái clip mà Tây sửa cho ông chú. Thì cái xe của ông chú á, là cái giai đoạn mà mình vô mình báo giá nè, ông chú ngồi ông chờ rã xe ông ra nè, rồi xong xuôi hết ông mới đi về nè. Đi về xong á, thì lúc mà cũng may mắn là mình rất là mến ông chú này, cho nên mình muốn làm một clip để mà gửi tặng ông chú. Thì cái clip mà rã máy ra, ráp vô lại thì sử dụng đồ gì, thì anh em cũng đã thấy dơn là mình thay full, tai dơn là mình thay mình không ép, bạc đạn dơn mình thay mình không ép, bạc đạn máy rồi mình thay, nói chung rất là nhiều. Và cái quan trọng ở đây là không phải là cái giá tiền mà mình nhận cho khách bao nhiêu. Anh em phải nhớ một cái điều là, ví dụ nếu mà anh em đang sử dụng một chiếc xe bình thường với những cái nhu cầu bình thường á, thì anh em có thể so sánh mắc rẻ cái này cái kia. Còn cái này là đang là một cái xe bệnh, đã đi sửa rất là nhiều chỗ mà không sửa chữa được hết, tiệm này tiệm khác, thì tới tay tay là người thực hiện được
cái việc mà chủ xe người ta cần ở một chiếc xe, bởi vì chú rất là quý cái xe. Và xe chú là thuộc trong những cái chiếc xe đẹp của dòng Dream Super này đầu. Xe em chú rất là đẹp. Mình rửa cái lốc y như một cái xe dọn, mình chà đầu lòng như một cái xe dọn, mình tôn lên được cái vẻ đẹp của cái xe Dinh. Đó mới là điều quan trọng. Và điều quan trọng luôn, ông chú ông cũng nói rất là hay khi mà ông còn vui vẻ với mình đó, là làm được đi là hãy nói. Là cái câu đó mình nói rất với là rất là nhiều người. Và khi mà ông chú quay đi vậy, ông nói câu đó. Tại sao ông nói câu đó là vậy? Ông nói là khi mà tôi làm xong tôi sẽ về dưới quê tôi giới thiệu anh em tôi lên đây cho tay sửa. Mình nói ơi, con không cần giới thiệu ai hết, bởi vì người ta phải biết con, người ta lên con làm được thì con mới chứng tỏ được là cái khả năng của con có làm được, chứ con không giỏi hoặc là con không cần ai giới thiệu. Ví dụ con làm chú dự ý, người ta chạy xe tú chú người ta chữ biết, chứ con không cần chú giới thiệu. Ông quay lưng đi, ông nói đúng, làm được thì mới nói được. Ông nói câu đó rất là hay. Nhưng mà khi mà cái giai đoạn bắt đầu quay qua trách nè, thì cái xe đó tay làm xong, tay giao cho ông chú xong thì tay có khuyến mãi một suất rửa dọn luôn. Mà nếu mà anh em coi những clip của tay, có rất là nhiều anh em bán vốn là à sao anh tay sửa xe cho em xong anh tay không rửa xe giùm em. Thì thật sự luôn là anh em phải dặn thì em mới rửa xe, bởi vì em rửa đây là em rửa dọn, chứ không phải là em rửa bình thường, là em bỏ cho tiệm nó rửa. Khi mà em rửa dọn một chiếc xe vậy, nó từ 100 ngàn cho tới 300 ngàn, tới 500 ngàn là anh em. Thì là do mình mến người ta, mình làm cho người ta thôi. Còn khi mà anh em muốn rửa cái xe thì thật sự cái việc đó là cái việc của anh em. Chứ anh em vô tiệm sửa xe mà anh em đòi rửa xe nữa thì nó hơi bất hợp lý, đúng không anh em? Thì em rất là mến ông chú và em đã rửa một cái xe rất là sạch sẽ hết cho ông chú. Rồi em mới giao. Thì khi mà cái ngày ông chú lên nhận xe á, ông chú lấy cái xe ông chú và chở con của ông chú luôn. Và do mình bắt là chú phải đi, chú đừng có nói là tay thấy ok là tôi thấy ok. Mình không bắt á, là càng mới khó chuyện nó nói nữa. Và chú đã chạy thử xe từ ở tiệm mình ra tới cầu Sài Gòn và chú quay về. Và khi ra tới cầu Sài Gòn, chú còn ngồi xuống chú nhìn dưới coi thử có chạy nhớt hay không. Bởi vì sao cái việc chạy nhớt nó quan trọng lắm anh em. Và những cái xe tay làm hay bị gặp phải lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những cái xe rim mình làm hoặc là những cái xe quay đời cũ á, nó đồ nó rất là cũ anh em. Và những cái ron tay sử dụng là ron Dinh hãng và có ron tồn kho, ron màu đen rồi đó. Thì nó sẽ không có bằng những cái ron lô. Ron lô nó xấu nhưng mà nó dày lắm. Còn ron Dinh lúc nào nó cũng mỏng hết đó. Nó dễ chảy nhớt, cho nên tay xử lý việc đó rất là kỹ. Thì bây giờ tay sẽ vô vấn đề chính. Tay sẽ nói cho anh em là tường tận vì sao có clip này. Thì đây là... Thì bây giờ tay sẽ mở cho anh em coi là... Đây. Thấy được cái hình không? Thì cái hình này là cái hình cái đầu với lại cái lòng nó hơi tươm mồ hôi. Nó hơi tươm mồ hôi, cái đầu lại cái lòng nó hơi tươm mồ hôi đó, nó chỉ hơi tươm thôi anh em, chứ không phải là nó xì nhớt rất là nhiều hoặc là rất là ghê gớm. Thì cái hình này là sau khi mà chú nhận xe hai ngày, đúng rồi, ngày 18 ở ba ngày, là ngày là ngày 21 thì chú nhận xe 3 ngày thì chú gửi hình cho mình. Thì chú mới nói là bị xì nhớt ron đầu tay ơi. Rồi bây giờ em trai có thể quay vô đây và bắt đầu mình làm sao mà mình thấy đọc được cái chữ á. Rồi thì mình nói chung là anh em coi cái đoạn chat này thì anh em sẽ thấy rõ là mình cũng không chỉnh sửa hoặc không xóa gì hết. Chú kêu là bị nhớt ron đầu tay ơi. Thì mình mới nói là đi 2-3 ngày rồi không xì mà giờ giao xe. Em mới hỏi là giao xe ở đâu vậy chú? Chú chịu khó lên con làm lại. Chú mới nói là chú về quê không biết tính sao đây. Thì sáng chú chạy về, con cúi xuống nhìn kỹ, thấy nhớt không chảy lấy tay lâu mà bây giờ bị gì bực mình ghê. Thôi có gì chú gửi xe vô giúp con rồi con làm lại cho chú. Chú mới nói là gửi đi gửi về hết 500k. Thì mình hỏi là chứ sao giờ chú? Là chú mới kêu là ý chú là tiền gửi xe con chịu cho chú. Là tới khúc mà tiền gửi xe con chịu cho chú ở đây á,
thì là thực sự lúc này là rất là mắc cười, bởi vì có nhiều người lắm, những người mà ở tỉnh xa khi mà gửi xe xe lên em làm rất là kỹ và em làm rất là lâu. Em làm là tới ví dụ làm máy hoặc làm đầu lòng đầu có khi nửa tháng tháng mới gửi về lần. Còn trường hợp của chú là có một tuần à. Là bởi vì sao? Là bởi vì xe của chú là ok hết rồi em mới gửi về. Và cái thứ hai nữa là chú nói là con chú trên đây thì mình mới nói là xong rồi chú để con chú đi cả tuần vậy đi rồi mới gửi về. Thì em nói thôi làm tin tưởng á, tay nó ok là ok, nói không có tin tưởng đâu chú, cứ chắc chắn đi rồi gửi về. Thì mình cũng đi, mình đã đi 3 ngày. Như clip anh em thấy là anh em coi kỹ là clip là em lấy cái xe đó em chở vợ, em chở vợ em đi, đi ăn kem đi đồ tối, hai vợ chồng đi vi vu, tối em đi làm về em đi cũng được 2-3 ngày. Rồi sáng em đi làm em cũng test kỹ. Thì cái vấn đề ở đây nó là vậy nè anh em. Cái vấn đề ở đây là do mình kỹ quá. Mình gắn cái ron xanh lên, anh em coi clip nó có một khúc là một phút á, nó gắn, em gắn cái ron xanh lên cho chú. Em gắn ron xanh lên em chạy kỹ hết xong em thấy máy móc đồ ngon. Cái vấn đề quan trọng là mình sẽ sợ cái xe nó hở bạc, không hở bạc hoặc là nó chảy nhớt đồ anh em. Nó xì phốt kít, khi phốt xuống bắp hoặc là ấy. Chứ còn cái vấn đề mà xì nhớt hay không xì nhớt nó đơn giản lắm, mình chỉ cần giật cái đầu ra mình chiếc keo lại là xong. Nó rất là dễ. Thì mình muốn xài ron xanh hết. Bởi vì sao chú sử dụng một bộ ron đen rất là mắc tiền. Ron đen là đúng của Rim Thái hoặc là Super hồi xưa, ron đó là thuộc dạng là ron hiếm. Thì mình mới giữ lại, mình ráp cái bụng giữa là ron đen thôi. Và mình sử dụng á là ron xanh. Mình thay vô và mình muốn là mình đi 3-4 ngày xong mình kiểm tra, mình giật ra, mình coi bạc có bị trào nhớt lên hay không. Xúc bắp nó có bị chảy nhớt lên cái thằng gít xúc bắp hay không, cái đó mới là cái quan trọng. Còn cái việc mà nó xì nhớt á dễ xử lý lắm. Rồi tiếp nha anh em. Thì mình mới gọi, lúc đó là mình gọi thẳng luôn. Thì mình mới gọi thẳng cho chú, mình gọi điện thoại mình nói chuyện. Thì cái nội dung cuộc điện thoại như sau. Nói chung là em đăng clip này lên là chắc chắn chú sẽ coi, cho nên là chú cũng thừa biết luôn là mình sẽ nói đúng hay sai. Thì mình nói thẳng luôn là chú kêu là tiền xe tay chịu, tiền xe tay không có chịu đâu anh em. Mình rất là bất mãn về cái việc đó, bởi vì mình sẽ giải thích từ từ về sau. Nhưng mà anh em khi mà anh em hiểu là gửi xe tỉnh lên á, việc mà ở Bình Thuận gửi lên cái tiền xe rất là rẻ, nó có 250 à. Và cái việc gửi về cũng vậy, cũng rất là rẻ, 250. Nhưng mà quan trọng là mình phải xử lý sao hợp lý, tay sẵn sàng, tay trả cho bất cứ tiền cước. Có những xe tiền cước tới 1,8 triệu lần anh em. Tiền xe 1,8 triệu, tay tặng người ta 2 lần tiền, tiền gửi đi, tiền gửi về là 3,6 triệu. Tay vẫn tặng, cái đó là do cách cư xử. Vậy tại sao chú này như thế nào mà tay lại phải ứng như vậy? Anh em nhớ, anh em ở tỉnh xa khi mà bị bất cứ trục trặc gì mà khi tay đã gửi xe về, cái việc gửi xe ra, gửi xe vô anh em phải tự chịu, bởi vì tay chỉ tính là trường hợp là tay thấy cái xe tại tiệm mà tay xử lý. Đúng không anh em? Bởi vì khi mà tôi lúc mà cái xe anh hư anh tự tìm tới tôi được mà. Lúc cái xe xong tôi tự gửi về được mà. Thì ví dụ như nếu mà mình nói chuyện đàng hoàng vui vẻ mát lòng hai bên thì chú chịu một nửa, con chịu một nửa, được sẵn sàng, cái việc đó là đúng, một người biết chơi. Đúng không? Thì mình có gọi mình nói là tại sao mà giống như là con rất là nhiệt tình với chú và con rửa dọn cho chú tất cả mọi thứ mà tại sao là nói là như vậy. Rồi mình rửa dọn cái xe đó rất là kỹ và ngay cặp lốc cũng vậy, cặp lốc mình rửa như một cái xe dọn. Thì ông mới nói là cho em xin lỗi, đừng có gì giận hết, không có gì giận. Thì bắt đầu tiếp nè. Thì cái ngày mà ông nhắn tin cho mình ngay ngày giận là ngày 24 tháng 11 năm 2020. Thì qua ngày 28 là 4 ngày sau ông nhắn tin cho mình. Ông chú nhắn tin lại cho mình và cái đây là bắt đầu vô cái vấn đề chính rồi nè anh em. Thì cái đây là bắt đầu chính là chữ, chữ rất là nặng, chữ rất là nặng. Và những cái thằng nhỏ sau clip này nữa mình sẽ cho anh em, nó sẵn dính trong clip luôn. Thằng nhỏ đi xe Dream Shopee nó coi được cái tin nhắn này, nó còn nói mà nó
ông chú này ông sai quá sai rồi, thì anh em coi nè, ông ghi là mày là thằng lừa đảo, tưởng tao không biết gì về xe, xe tao mới làm chỉ vì tiếng kêu giọng lóc, mày chỉ canh chỉnh lại thay ron bốn lá bố và cặp cò lô chỉ có 30k mà mày lấy của tao 7 triệu, sửa xe gì khi thanh toán tiền mà không có tờ hóa đơn, mày ăn tiền quá vô hậu, sống không để đất cho con, sau này con mày phải gánh chịu đấy, không phải mày đâu nha. Đã như vậy xe bị xì nhớt lung tung, mày không chịu thương lượng để làm lại cho tao, đã nhờ thợ tháo ra và lòi bản mặt lừa đảo của mày, ông trời có mắt đó nghe mày, thật quá ác. Rồi ông chụp cái hình về cho em, rồi xong, tao đã tháo đồ dinh của mày đó, rồi xong thì bây giờ là mình vẫn có nói đàng hoàng luôn, cò này cò mạ, xe lột cò thì thay cò này vô, chạy nhẹ mạnh hơn bình thường, chú nói thì nói lô hả chú, mấy xe con làm khách bình thường con cũng đều quay clip quay cò này trên YouTube, chú thấy con sao thì con cũng không quan tâm, còn chú muốn cò dinh nó kêu dách dách, cò này êm, cái nào con làm bình thường không có gì lừa đảo hết. Thì ổng mới đuối lý, ổng nói gì được hết, thì ổng kêu là thay gì mà 7 triệu chỉ có cặp cò lô ron bích tông, mày làm mấy bị xì nhớt, nhờ thợ rã ra mới phát hiện tay dơ mày vẫn còn y như nguyên, nằm đêm suy nghĩ lại thì em mới gửi cái clip, là giống như là ổng nghĩ là em không làm gì với xe ổng hết, tự nhiên xe ổng êm mà anh em hiểu không, là giống như ổng nghĩ là giống như là nguyên cái xe ổng vô là em không có làm cái gì cho xe ổng hết, em vô á là em chỉ làm nồi rồi giống như làm giọng nồi gì á, ông nghĩ cái tiếng xe đó là của ổng, tiếng xe ổng kêu là cái tiếng giọng nồi, rồi giống như là em chỉ rớt máy ra rồi em thay ron thay đồ cho ổng rồi em bỏ vô lại em lấy khoảng 7 triệu đó là vậy. Thì em mới gửi cái clip của em mới gửi clip của em là em quay chi tiết, em mới gửi clip của em là em quay chi tiết vô cho ổng coi là em có thay tay dơn, em có thay bạc đạn dơn, em thay tất cả mọi thứ trong đây. Rồi em mới nhắn lại một tin là thằng nào nói không thay tay dơn vô xe chú làm 7 triệu, con đền chú 70 triệu, chú nói vậy, chú mới là người thất đức đó chú. Mình nói lại rõ ràng đàng hoàng rất là lịch sự, là ý em nói là sao? Là em nói là nói chung là cái xe đó em có làm đàng hoàng, sửa chữa tất cả mọi thứ đàng hoàng hết cho chú. Thì bây giờ á, nếu mà thằng thợ đó nói em á là không có làm thì có thể mở ra kiểm chứng và đem cái xe lên em kiểm chứng, hoặc là đem cái xe đó tới cái tiệm trung gian thứ ba, tiệm thằng đó luôn cũng được, hoặc là một cái tiệm nào ngoài đường luôn cũng được, rã cái máy đó ra và kiểm chứng tất cả những đồ em có thay hay không thay. Rồi nếu mà em không thay em sẽ sẵn sàng đền cho chú 70 triệu. Thì cái clip này đăng lên, chú có thể lấy clip này chú đem tới tiệm con sẽ sẵn sàng con mất 70 triệu cho chú luôn nha chú, là con sẽ sẵn sàng con gửi chú 70 triệu, chú không cần rã máy tại tiệm con, chú kêu con về cái tiệm đó chạy máy dưới đó sẵn sàng, chú có thể tới một cái tiệm nào đó trên Sài Gòn, chú kêu con tới bắt đầu rã cái xe ra, con sẵn sàng con tới và con sẽ sẵn sàng quay tất cả clip khi mà chú kêu con tới con rã cái xe ra cho chú coi. Thì cái vấn đề ở đây là sao? Thì cái vấn đề ở đây bắt đầu mình sẽ đi vô mình nói, mình xin lỗi anh em luôn là nó sẽ rất là dài dòng cho anh em, nhưng mà anh em phải từ từ cho em mới hiểu được cái câu chuyện nó là như vậy. Thì cái khúc mà tính tiền với ông chú á, nó mới lòi ra là như vậy. Ông kẹo lắm mà mình không dám nói người ta kẹo không, nhưng mà người ta mến mình, người ta lên là mình thương người ta rồi, mình cố gắng mình giúp cho người ta. Ông kẹo mà ông tính toán từng đồng từng cắt vậy đó, em cũng dám nói ông tính toán nữa. Thì bây giờ em tính với, em nói với anh em vậy nè, ông nói em là nhiều cái lắm, ông vô ông hỏi là cái phiếu tính tiền đâu, em nói dạ không, hồi đó giờ tiệm con là không có phiếu tính tiền. Thì lúc mà chú vô á, chú sửa xe là con nói chú là cái xe chú là sửa 6 triệu. Rồi cái bộ ron 1 triệu nữa là 7 triệu. Đó. Rồi tiệm con đó giờ không có phiếu tính tiền gì hết á. Thì ông mới nói à vậy hả, không có tính tiền mà ông cười vô bình thường à. Chứ thật sự mà ông mà muốn tính á thì em cũng sẽ ghi phiếu tính tiền ra cho chú luôn.
Và khi mà ghi phiếu tính tiền ra, anh em nên nhớ một điều, khi em ghi phiếu tính tiền ra nếu mà nó mắc hơn á 6 triệu tiền nhận làm máy á, ví dụ em nhận 6 triệu mà em ghi phiếu tính tiền ra nó 7 triệu là anh em phải trả nha. Đó, anh em nào mà đòi em ghi bill anh em phải nhớ câu này của em, bởi vì có những xe em làm em không tính tiền công luôn. Cái xe rim súp bê mà bánh mâm ở trên Tuốt Bình Tân, anh em lục lại clip đó, ông chủ xe em không thấy em tính tiền công. Ông nói tay ơi em quên tính tiền công rồi. Nó không phải quên anh, em tặng anh. Em không có tiền nhưng mà em có cái lòng, em tặng anh tiền công đó, tiền công sẵn sàng dọn hết nguyên cái xe 400-500 ngàn bình thường đúng không anh em? Em tặng anh tiền công đó bởi vì anh mến em. Còn ông chú này á thì tại vì mình làm máy không, mình không làm gì hết, thì mình tặng ông chú cái gì? Chú nghe con nói những cái lời của con nè, con tặng chú cái tấm lòng của con á, con tặng chú là cái xe của chú được chạy ngon, cái xe của chú con nâng niu, cái xe của chú con coi như một xe dọn, cái xe của chú á con rửa dọn, con dành công sức vô con rửa lóc chứ không phải là con đi bắn cát. Chú hỏi con á, chú vô chú hỏi con nè, chú biết chú sửa xe chú, bản thân chú là cái người biết, chú đi sửa rất là nhiều lần ở rất là nhiều tiệm, thì tại sao những cái tiệm đó làm cho chú không được á, nó vẫn còn kêu á, sao chú không vô chú bắt đền nguyên cái tiệm người ta đi, chú bắt đền hết những 5-6 cái tiệm mà chú đã từng làm, trong khi đó con làm cho chú cái xe chú nó êm ru à, nó êm cực kỳ. Đó là không phải về số tiền nữa mà vấn đề là ông có làm được hay không được cho một chiếc xe. Ví dụ như là thằng đó nó nhận ông 1 triệu nó làm không được, thằng kia nó nhận ông 4 triệu nó nhận làm không được, có thằng kia nó nhận ông cả 10 triệu nó cũng làm không được, nhưng mà thằng Tây chỉ nhận có 6 triệu thôi là thằng Tây giải quyết dứt điểm cái bệnh của cái xe, và cái xe nó ấm, nó êm, chạy nhẹ nồi dinh mà đi bóc. Và thằng Tây sử dụng đồ xịn, cái người cũ người ta nhận trẻ máy mà người ta không thay tay dơn, cho nên nó mới lột dơn, nó mới kêu, chứ không phải là cái xe chú giọng nồi như chú nói đâu chú. Con thay tay dơn vô, chú mới giật ở quê là chú mới giật cái đầu không à, để chú thay rau ghi lát, chú chưa giật cái lòng ra mà chú dám nói con á là không thay tay dơn cho chú, thì ai là người tầm 700-500 anh em YouTube đúng không? Cái đầu và cái lòng là hai khoảng cách khác nhau. Cái lòng thì mới thấy được tay dơn, ông mới giật cái đầu ra không, ông chưa giật cái lòng mà ông không thấy được tay dơn mà ông dám nói á, là mình không thay tay dơn cho ông. Thì mình sẵn sàng mình đối chiếu thôi. Mình có nói mà, ai nói mà con không thay tay dơn á, 7 triệu con đền cho chú 70 triệu. Và khi mà cái clip này em tung lên, anh em phải chia sẻ clip này rộng rãi đi, nhất là anh em ở Bình Thuận, La Ghi, Long Khánh hay gì đó, ông chú ở đâu em không nhớ, để những người thợ đó hiểu rằng một điều nè, thợ với thợ đừng có chơi nhau. Cái ngày mà cái đám chỉ nó đạp lên đầu đám già, nó đi lên về tay nghề là hoài à. Và cái ngày đám già nó cứu đám chỉ là bình thường. Nói chung mình anh em thợ bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, mình phải chia sẻ những cái kinh nghiệm cho nhau và bảo vệ lẫn nhau, hoặc là bên ngoài cũng vậy. Cái thằng thợ mà làm cho chú, con nói chú á, muôn đời nó khổ, nó không bao giờ nó có được cái ngày mà nó có những cái người khách mà ủng hộ con như ngày hôm nay đâu. Khi mà chú vô, chú nhớ lúc mà con quay clip giao xe cho chú, chú chửi cái thằng mà sửa xe cho chú mà con bịt miệng chú không kịp luôn, mà con cũng không biết là chú sửa ông đó luôn. Khi mà con nghe tên ông đó lên là con nổi da gà liền, người ta nổi tiếng quá mà chú chửi người ta như vậy á, con không đồng ý đâu. Bởi vì chưa chắc á, là con hơn người ta, nhưng mà chỉ có một cái là con mến chú và con rất là siêng. Con không có giỏi, con siêng. Một cái xe con làm không được một lần thì con sẽ làm 10 lần. Và khi phi mà cái xe này kết thúc, anh em coi nè, tay sẽ làm những cái rim thái tồn kho, người ta làm 400-500 triệu á, mà người ta làm không được, qua tay chỉ làm 8 triệu là chạy được nha anh em. Hãy đón xem. Rồi tiếp nè, đó là một điều. Điều thứ nhất em muốn nói ở đây là người ta sửa không được, em làm được. Em có quyền em tính tiền đúng không? Đâu phải em tính tiền mắc, em tính rất là bình dân, 6 triệu. Cái thứ hai, ông chú rất là chi ly, ông tính rất là chi ly. Ông tính chi ly kêu là em, hồi nãy em dùng từ keo kiệt đó là vậy nè. Ông nói xe tao xài rong đen, không có xài rong xanh, sao không trừ tiền rong xanh ra cho tao?
chết đi. Đúng rồi chú, xe chú không có xài rôn xanh, xài rôn đen. Thì chú anh em có thể thấy, 500 anh em YouTube có thể thấy là clip 1 phút á, có 1 phút à. Em sử dụng rôn xanh em ráp lên trên đó. Em ráp lên xong xuôi hết rồi, chạy 2-3 ngày nó xong xuôi ngon hết, em giật cái rôn xanh ra em bỏ rôn đen vô. Mình hỏi ngược lại một câu thôi, ổng im liền. Dạ chú, con lấy rôn xanh con bỏ lên cho chú. Xong rồi con giật cái rôn xanh ra con bỏ, con lấy rôn đen gắn lên. Vậy ai trả tiền cho con bộ rôn xanh vậy chú? Không có thằng thợ sửa xe nào ngoài đường mà nó sửa bình dân như con á, mà nó phải làm như vậy hết. Lấy bộ rôn xanh bỏ vô, bộ rôn xanh chạy ngon, máy móc ổn định hết rồi, giục bộ rôn xanh ra là em mất tiền bộ rôn xanh rồi anh em. Là mình mến người ta, mình mến cái tình của người ta chạy lên cho mình. Là cái thứ hai. Vậy cái thứ nhất là cái gì? Cái thứ nhất người ta làm không được, em làm được. Cái thứ hai á, là rôn xanh con gắn vô cho chú á, xong con giục bộ rôn xanh đó, chú trả tiền thêm cho con đi nha. Coi clip này nhớ trả tiền cho con. Rồi cái thứ ba con hỏi chú nữa nè. Con làm mấy cái xe kia 10 mấy triệu luôn á. Xe súp bê rồi con cũng sửa máy sửa đồ cho người ta, sửa dàn chân rồi con làm 10 mấy triệu luôn, con không rửa xe người ta nữa. Cái xe chú con rửa, con rửa dọn lận chú. Mà chú nói không bớt. Chú nghĩ đúng không? Con rửa dọn nguyên xe, con rửa dọn phần máy. Rồi sao nữa? Cái ngày mà chú nhớ, cái ngày chú lên lấy xe á, chú chạy ra tuốt về cầu Sài Gòn, chú với con chú luôn đi chạy thử xe. Ai bắt chú chạy thử xe? Con bắt chú phải chạy thử xe. Để làm chi? Để mà chú cảm nhận được, bởi vì con không muốn chú gửi về quê, tại vì chú nói con chú không biết gì, mà nó con trai mà. Chú nói con chú không biết gì, cho nên là con muốn chú là người trải nghiệm cái thành quả con làm ra, bởi vì những cái gì con làm ra con quý lắm. Khi chú chạy về cái máy nóng thiệt nóng á, khi chú chạy ra cầu Sài Gòn đúng không, chú ra cúi xuống chú nhìn chú nói là xe chú không chạy nhớt, và chú tới tìm con luôn. Chú nói là cái xe chú không chạy nhớt tay ơi. Nói vậy ok vậy thôi, nếu mà chú nói không chạy nhớt thì chú gửi về qua đi. Cái xe mới chạy về nóng thiệt nóng nè, cái tiệm em nhớt nhau không, em lấy cái đầu gối em cúi xuống đất á, em lết xuống đất á, em lấy tay em rờ vô đầu lòng ổng, cái đầu lòng nóng luôn, em không sợ phỏng cái tay em luôn á, em thấy khô rang à. Em mới nói vậy thôi về chú, vậy thôi là khỏi cần để lại phải không. Ông nói là được rồi, chú gửi về Phan Thiết luôn à. Nói chung là gửi về đâu biển số 86 á, hồi nãy ông nói đầu điếp ông nói. Thì mình ok bình thường thôi, mà mình cũng có dặn luôn là về đó nhớ nhờ người ta chỉnh cò chỉnh đồ. Với lại anh em coi lại tấm hình á, anh em tức lắm. Cái xe ổng không phải chạy nhớt ghê gớm hay cái gì, cái xe ổng á nó tươm mồ hôi ra à. Cái xe nó tươm mồ hôi ra chứ không phải là nó chạy nhớt. Thì cái việc này bình thường mà. Và thực sự cái người thợ mà làm cho chú người ta dở, chưa gì người ta trách con vậy, người ta giống như là nếu mà cái ông đó không giỏi sao dưới quê chú không bỏ ông đó làm đi, chú lên chú kiếm con chi, đúng không? Nếu mà ông giỏi sao ông nghĩ lúc đầu á, ông thợ mà đang coi clip này nè, chú nhớ đưa cho ông coi clip này nha. Nếu mà ông giỏi á, tại sao ông đó không kiếm ông làm đi, ông kiếm tôi làm chi? Chắc chắn tôi biết cái ông mà đang làm dưới quê có thể là bằng tuổi chú. Chú mấy ông ấy nên nhớ một ngày sẽ có ngày mà những thằng nhỏ tuổi đời rất là nhỏ nhưng mà kinh nghiệm của nó không có nhỏ nha. Bình quân một ngày là em chỉ mấy là từ 5 đến 7 xe rim. Nói vậy thôi là đủ bằng thấy mấy ông chị á. Kêu trả tiền gửi xe lên xuống 500 ngàn là cái thứ tư em muốn nói ở đây. Vô coi clip cái xe ở ngoài Cà Ná, xe quay S110 Cà Ná gửi vô làm 54, vừa gửi giờ đúng một ngày thôi. Là cái xe đó nó bị sự cố liền, thằng chủ xe nó cười hề hề, nó nói anh Tây nổi tiếng quá mà vừa xe hư, đám tài xế Bắc Nam nó thấy, nó gửi vô Sài Gòn cho anh Tây sửa đúng không, bỏ lên. Đem vô đám nó quý em, nó nói anh Tây em vô tới đây hỏi mày thằng nào,
Nó nói em gửi xe này vô khách anh Tây sửa nè, anh Tây ra ngoài thành Thái anh Tây lấy. Đủ má em chạy ra em lấy. Rồi xong gửi tiền gửi ra gửi vô cũng 250 à. Đâu có mắc đâu anh em. Em nói thẳng luôn là tiền đó nhiều cái mình cho nó còn hơn vậy, tính toán quá. Rồi cái bình xăng con nè chú tính đúng không, cái bình xăng con xe chú gọi con chú nói có bình xăng con xe chú không có garanti. Con làm cái máy con nhận cái máy không, hồi đó giờ tất cả nè, khi mà 500 anh em YouTube nó coi clip nè biết con làm cái máy là con tính tiền cái máy bình xăng là riêng nha. Con canh bình xăng cho người ta con tính từ 200 đến 300 nghìn. Nhưng mà sẵn sàng con sẽ cho rất là nhiều người, hoặc là ngay cả chính xác là chú á, chú chạy cái bình xăng á có garanti bình thường không, chú không dặn con mà khi mà chú lên chú chạy á ngọt ngào bởi vì sao, mình canh đúng, mình canh cái xe đúng là cái bình xăng nó sẽ đúng theo. Thì bây giờ chú nói á, trước khi chú về chú nói thêm một cái nữa nè, chú nói tao về quê tao sẽ chỉ mấy bạn tao lên cho mày sửa cho tao nhiều lắm chú. Thì con mới nói lại, Tây mới nói lại nha. Ai chú đừng làm vậy, con không cần. Con cần là chính cái người chủ xe nó cảm nhận. Thì bây giờ cái ngày hôm nay nè, khi mà chú thấy á, chú thấy con nói đúng không? Chú thấy là chưa cần mà chú giới thiệu cho bạn chú á, là chú là cái người chữ con rồi. Lúc nào cũng vậy nha, Tây luôn biết trước được là những cái sự việc nó sẽ xảy ra. Nên những cái ai mà vô nói làm xe em cho nó ngon ngon, em giới thiệu bạn qua mấy con lùn đó, mấy con xào lùn, cần mình làm được là người ta tự tới à. Anh em quý mến, anh em thương, rất là cảm ơn và rất là cố gắng hết mình. Còn mấy cái người nó không vậy, tại mấy thằng xạo lồn mà không có được cái gì hết á. Thì em làm clip này xong anh em phải hiểu một câu nè, mà những cái câu đó em nói mà ông chú nói luôn, quan trọng là có làm được hay không. Cái điều mà người ta làm không được là thằng Tây làm được cho chú rồi nha. Quan trọng là con có kỹ xe chú hay không. Chú có thể thấy là con rất là kỹ xe chú. Cái thứ hai nữa, khi mà tới á, chú suy nghĩ là cái cách của chú là khi mà chú tới con báo giá cho chú rất là rõ ràng. Khi mà chú nhận xe, chú là người đích thân nhận xe. Nếu mà chú nói mà kiểu chú nói kiểu nó ngang, hoặc là chú nói mà kiểu bất chấp không có phải tình cảm á, thì con nó sẽ phân tích cho chú nghe. Nếu mà nói về lý trí á, khi con giao xe cho chú chạy xe chú thấy ok là nó sẽ ok, đúng không? Chú chạy rất kỹ và con bắt chú là phải chạy luôn, chứ không phải là chú tự chạy, con bắt chú phải chạy. Và chú chính là người xác nhận là chú nói là chạy ra ngoài cầu Sài Gòn thấy nó không có chạy nhớt, chú chạy về lại, đúng không? Là giống như là hết trách nhiệm của con rồi chú. Trách nhiệm của con là bảo hành. Thì khi con không biết chú ở đâu tới, chú xuất hiện ở tiệm con, chú sửa một cái xe, thì vì mà bị trục chặt gì thì cái xe phải xuất hiện lại tiệm con thì con mới sửa được. Chứ con không quan tâm vấn đề chú tỉnh hay cái gì đó. Đó, nếu mà chú nói ngang về mặt lý trí con nói vậy chú. Rồi xong clip này là xong ông chú rồi đó. Thì anh em sẽ coi nè, anh em coi một mớ hệ lụy ở sau nè, là tất cả những người khách của Tây á, khi mà sửa xe ở Tây, ngay cả cái thằng nhỏ nhất và ngay cả cái ông già nhất, hoặc là những cái thằng chạy Grab xe ôm, em đối xử với người ta làm sao. Cái thằng nhỏ chút xíu có 15, 16 tuổi à, nó còn biết bảo dưỡng một cái xe, nó còn biết những cái tình huống trong xã hội. Em làm một cái xe cho những cái người ở sau đây nè anh em làm một cái xe có 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu cũng có. Em làm một lần một mà người ta tới em không phải là một lần, người ta tới em mười mấy lần để khắc phục cái vụ chảy nhớt á. Và những cái người đó là em mến, em tặng người ta những bộ đầu lòng mới luôn đó anh em, chứ không phải là xài đầu lòng cũ trên xe như ông chú này mà nó vẫn còn bị xì nhớt nha. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa về vấn đề bảo hành, anh em sẽ coi clip sau anh em thấy nè, là vấn đề bảo hành là sao. Vấn đề bảo hành là ai tới nhà em đều bảo hành lại mà không lấy tiền một cắc. Và em cái thái độ của em vẫn là rất vui vẻ và nhiệt tình với người ta, chứ không phải khi mà tới em nhăn nhó đâu. Và anh em coi những clip này sẽ có rất là nhiều người, người ta tới 2-3 lần, có nhiều người người tới người ta có mười mấy lần có, và có nhiều người người tới đã tới cả 100 lần trong vòng 4 tháng có nha anh em. 100 lần trong vòng 4 tháng có, nhưng mà em vẫn vui vẻ bình thường hết. Bởi vì có một cái ông bán chè, ông nói với em mà mình sửa xe là cái nghề dịch vụ, mình không thể làm tốt hết cho 100 người, mình chỉ biết là mình làm tốt nhất có thể những cái gì mà mình cảm thấy ok là được. Thì
cái clip này em không nói em đúng hoặc là em không nói ông chú đó đúng hay gì hết, mà mình sẽ để 500 anh em tự đánh giá. Và mình biết chắc là mình khi mà mình đã chấp nhận mình show cái clip này lên thì nó sẽ có mặt binh và mặt chống. Thì anh em cứ bình luận đi và anh em cứ chia sẻ mạnh cái clip này cho em, để em sẵn sàng em đối chứng với cái thằng nào mà nói, thằng nào dưới quê hay thằng nào mà gỡ ra dán keo lại đó, kêu là em không có thay tại giờ nó. Em cho thằng đó 70 triệu nha, thằng đó 70, thằng đó 35 triệu, chú 35 triệu lấy tiền mua sữa cho con bú ha. Chứ tiền em thì không có, tại lúc nào em có để dành tiền mua sữa cho thằng Tin nó uống hết á. Vậy chào 500 anh em YouTube nha. Với lại quên chứ hồi nãy mà trong clip đó ông đó có nói cà lô cà đùa là không phải, đừng nói cà lô. Êm thì không êm, làm được không được thơ, không có từ lô. Và cái cò đó nó êm, cò dinh, cò đó cò lò. Anh em nào muốn có thể liên hệ Tây nha, Tây có bán cò đó luôn. Và sau này Tây sẽ chuyển việc bán đồ đó cho vợ Tây. Chào mọi người.